Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái máy in màu nha, qua wifi nha, con này là đa năng nha. Thì hôm nay mình sẽ làm giới thiệu và mình sẽ hướng dẫn cài cái máy này qua wifi luôn nha các bạn. Đây là cái máy in Epson L3150WF nha. Con này là in wifi, nó có 4 màu, đó. Thì đây là khay khay giấy của nó. Còn ở dưới đây là khay ra giấy nha các bạn. Đây thì dưới đây thì con này thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mình cài nó và review nó nha. Đây con này thì scan này, có scan này, copy này, wifi này. Đây nút nguồn của nó đây nha các bạn. Đó. Con này thì tích hợp cho in văn phòng gia đình thì ok nha. Ở đây con này thì đã qua sử dụng rồi ha. Vậy thì mình sẽ review nó. Copy scan và mình sẽ hướng dẫn cài driver cho các bạn coi ha. Thì có thể cài driver qua wifi và qua USB. Đây là wifi nha các bạn. Ở đây là nó báo kết nối mạng này. Còn ở nút này là nút copy nha các bạn. Đó, ở đây là nút báo mực. Ở đây là đang tốt nha, máy đang khởi động lên rồi ha các bạn ha. Rồi mình bấm wifi một cái coi sao. Đó nha, bây giờ mình copy thử ha. Đây các bạn mở cái này lên, hãy úp cái mặt nó xuống nha, cái mặt nó xuống rồi xong. Bây giờ các bạn bấm copy cho mình nha. Đây copy đây ha, copy này đó, các bạn bấm cho mình rồi nó sẽ tự copy nha. Đây là bản copy nha các bạn, đã copy xong rồi ha. Đây đây là bản copy này, ok không? Đó đây là bản copy ha, rất là đẹp nha các bạn, rất là ok ha. Bây giờ chúng ta tiến hành cài driver nhé. Đầu tiên các bạn vào Google Chrome, các bạn gọi cho mình là driver Epson 3150, rồi nó sẽ ra cái 3150 đây nha các bạn. Rồi các bạn coi, bấm vô đây cho mình. Ở trong đây thì nó sẽ trong trực tiếp với cái trang này, thì bạn thấy cái máy in chưa? Rồi các bạn bấm về phần tải về cho mình. Ở phần này thì nó sẽ tự nhận cái Windows nha, các bạn sẽ download chỗ này. Nó sẽ tải phần mềm trực tiếp từ web về nó cài luôn nha. Rồi các bạn ấn accept, lưu nó về, rồi mình lưu về desktop nha. Rồi đây mở cái folder lên thì cái file đây, cái file hình mũi tên này, nãy mình tải một cái rồi, các bạn kích đúp lên nha. Đó, các bạn kích đúp nó lên thì nó sẽ tự động nó chạy nha, nó sẽ giải nén cái file .exe ra và nó chạy lên nha. Epson này thì nó đã cài online nha các bạn. Rồi các bạn hãy like share giúp mình nha, like share video giùm mình ha, cảm ơn các bạn. Đây chỗ này thì các bạn bấm chấp nhận giùm mình nha, chấp nhận cài đặt giùm mình, agree ha. Rồi bấm next, chỗ này nó hỏi có gửi thông tin cho Epson không, mình không nha, bỏ dấu tích đi. Rồi sau đó thì nó sẽ tới cái bước này, thì các bạn cứ chọn cho mình, đây mình đang cài đè nó lên nha. Còn không thì các bạn cứ bấm cài đặt là được, nó không có bước cài đè này nha. Rồi đây nó hỏi mình đã đổ mực chưa, thì mình bấm ok đã đổ mực rồi nha. Trước đó các bạn phải đổ mực vào nha. Rồi bấm next, rồi bấm cài đặt nha. Thì đây chỗ này nó sẽ cài cho mình ứng dụng. Thì tới đây nó sẽ hỏi mình là có cài qua mạng hay là cài USB nha. Thì các bạn chọn mình cài qua mạng nha. Thì nó sẽ tự động nó bật cái wifi lên, thì các bạn bật cái wifi trên cái máy in lên trước nha. Rồi nó cài một lát như thế này, nó sẽ tự tải về và nó cài. Rồi đây nó đang tìm nha, nó đang tìm cái wifi này đó. Nhưng mà các bạn nhớ cắm USB vô nha, cắm cổng USB vô máy in nha thì nó mới cài được nha. Đó các bạn, nó sẽ tìm rồi, ok hoàn thành rồi. Và bây giờ nó sẽ bước tiếp theo thì sẽ là nó cài đặt xong, và bây giờ mình tiến hành in test nha. Em test thử ha. Đây, em test nha. Nó sẽ in test ra một cái bản test.
Đây nha các bạn. Ok, rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đây là bản intake của nó ha, sau khi cài driver. Đó, máy rất là đẹp. Như vậy là mình đã cài xong cái đặt qua mạng nha, qua wifi nha. Thì bây giờ các bạn có thể rút USB ra để cài được rồi, để in được rồi ha. Đó, rút USB ra là in được. Thì ở đây thì mình sẽ kiểm tra cái máy in trước nha. Rồi bạn vào control panel, hardware sao, print and device print nha. Để cái máy đây. Thì nó có hai loại máy nha, một cái máy là cài network nha và một cái máy cài USB. Đó, thì ở đây lúc nãy mình cài đè lên nó sinh ra hai cái máy. Rồi ở đây thì tất cả các thông tin ở đây nha. Nó có phần sửa chữa cũng như là clear mật ở bên này. Này các bạn coi cổng bọt của nó, địa chỉ IP gì nó ở đây ha. Bọt ha. Đó. Thì coi địa chỉ IP của nó là bao nhiêu. Đó, nó cài đè này, nó cài đè lên là ok rồi nha. Đó, như vậy thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành scan thử nha. In thì ok rồi. Thì các bạn mở Start và cho Epson và option scan nha. Ở đây nó scan 2 thì nó sẽ khởi động cái chương trình lên. Khi nó khởi động cái chương trình lên thì chúng ta ở đây có rất là nhiều tùy chọn. Chúng ta scan qua PDF hoặc scan qua email hoặc PGP rồi PNG rồi đó ha. Thì các bạn cứ chọn như vậy rồi các bạn bấm scan cho mình ha. Đó, này bấm review trước nha các bạn. Cái này là mình xem trước cái bản in nha các bạn. Đó, bây giờ mình xem trước cái bản in, nó quét qua cái đèn cái này mình xem trước ha. Đó, sau khi mình quét xong á, thì hình ảnh nó hiện lên. Nếu mà ok thì mình nhấn scan nha. Còn nếu mà nó chưa ok thì mình chỉnh lại và mình review lại. Đơn giản vậy thôi ha. Cái máy này thì nó là đa năng lên, nó có scan, copy ha. Rồi các bạn thấy video có ích thì hãy like và share video giúp mình nha. Hãy comment những cái điều gì mà cần hỗ trợ thì cứ báo mình làm lại cái video này nha. Đây, sau khi nó scan ra thì mở lên xem lại nha. Đây, đây là bản scan nha. Đó, rất là đẹp ha. Đó, máy in chuẩn ha. Rồi chúng ta bấm in thử coi sao ha. Rồi, các bạn có thể bấm in đây nha. Cái tùy chọn ở đây. Rồi, ok.